Đây, xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình vô rừng Bắc Ông cả nhà ơi. À, vô tới rừng nè. Rồi, tới ông cả nhà. Đèn tổ cả nhà. Tổ này hôm bữa mới bắt rồi một lần nè. Tổ này chung một dãy ba tổ đóng gần cả nhà. Mà hai tổ kia nó đi. Còn một tổ à, chắc tổ này cũng gần đi rồi cả nhà ơi. Giờ mình vô mình bắt luôn. Thì em đốt có khói mình vô bắt nha. Tổ này chắc không có mặt nhiều đâu. Gần đi nè. Rồi, vô nha. Rồi khô gan quá nha, không có miếng mặt luôn. Không có miếng mặt nữa chưa. Trời ơi, làm mặt tàn đó nha ơi, làm sao đít nè. Cũng được đó nha. Mót đi. Hút trên không làm mặt mà làm hút dưới. Ông ngộ rồi thấy mặt không cả nha, mặt là dưới rồi. Tiếu rồi chứ. Rồi xong. Làm lại là ông làm cho đi luôn. Có ông ngộ thiệt. Rồi ra cái này. Rớt cái đuốc lội, nhìn kỹ coi có rớt cái vàng không, chắc được xỉ mật rồi. Nhìn trên nó không có mật cả nhà, nhưng mà là mật khúc dưới. Rồi bơ vô, vô trong kia mình lấy tổ trong kia cả nhà, trong kia còn tổ nữa. Thấy cái đuốc không nước chắc ăn. Rồi cả nhà cùng chờ xem mình vô bắt tổ trong kia cả nhà. Tổ bữa mình có quay cả nhà xem mà nó mới xuống. Rồi, vô tới ông cả nhà ơi. Con nằm bên kia. Bước qua của ảnh mình bắt luôn. Tổ này hôm bữa mình bắt cái kèo bên lít đó cả nhà. Đến đó rồi mình thấy tổ này mới xuống, hôm nay cũng mười mấy ngày. Đó, im luôn cả nhà, nhỏ là cùng một hết hồn luôn. Thấy làm cục mọt một khúc luôn đó nha. Rồi, giờ mình chuẩn bị đồ đưa bắt luôn đó nha. Hy vọng là mật nhiều đi. Thấy cục mật nó nhiều rồi đó mà không biết vô bắt nó có mật hay không thôi. U quá trời u rồi. Rồi giờ mình trình lưới vô bắt luôn đó nha. Rồi giờ đốt khói bắt cả nha.
vuốt qua bớt qua này nó rớt cái tàn. Rồi, vô cái nha. Im cái nha ơi. Quá cây mặt luôn. Im. Chấm vôi cả nha. Tàn trắng tươi luôn. Con này 2 lít mấy, 3 lít cả nha. 2 lít. Quá im. Đi đây là ngon rồi cả nha. Quá đã luôn. Mệt. Quá đẹp. Nó chăm chưa đầy hết nha, mới chấm vôi phân nửa. Mặt ngon lạnh luôn. 2 lít phải ghe. Rồi, xong cái nha. Rồi, giờ cái nha. 2 tổ cũng có 3 lít, hơn 3 lít. Tổ này 2 lít mấy. Tổ trước tổ nãy mình lấy hơn nửa lít, nửa lít. Xị hai tỏ dồn lại được 3 lít gì cũng ngon. Đường đi ra quá trời bịch luôn, nãy mình càng vô đường này giờ mình ra đường này luôn. Tháng này bắt cái cây đuốc lúc nào không nhìn nó chứ nha, nó có rớt tàn mình phát hiện coi tàn nó có ngúng không. Đúng rồi, đạp tắt liền. Tháng này sơ sẩy cái là cháy liền đó nha. Khô dữ rừng khô. Và cái lá tràm nó khô dễ bắt lửa lắm đó nha. Nhìn kinh chỗ có nước chỗ không, chỗ khô gan luôn. Cái dớn mình đặt đó nằm trên bờ luôn. Cái dớn này cả nhà. Dớn này hồi mưa năm rồi dính chăn bự, dính chăn 7 kg, bây giờ khô không còn miếng nước luôn. Không còn miếng nước nữa nha các nhà. Trước thì nó ngập, bây giờ không còn miếng nước nữa nha.
nó về mát mình quay cho cái nhà xem cục mặt. Cục mặt này để thêm một ngày nữa, ngày ngày nữa tôi voi bít luôn đó nha. Tôi vô đẹp ghê, trắng tươi, mặt vô cùng tốt luôn. Rồi mình xin kết thúc video cả nhà, cả nhà xem video cho mình xin một like, một chia sẻ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi mấy ba cả nhà luôn, hẹn cả nhà những video tiếp theo nha.